giới thiệu quan thức vàng, đây là giống hoa vàng thọ vàng chanh lục giáp 1, sản phẩm của công ty Agrisen. Gói này là gói 1 gram, gói 1 gram thì khoảng tầm từ 320 đến 350 hạt. Là mặt trước bao bì bông rất là to, màu tươi và đẹp. Mặt sau bao bì gửi thông tin về đặc tính. Đặc tính giống là cây sinh trường khỏe, chống chịu bệnh tốt, màu sắc vàng chanh, bông to, kích thước trung bình từ 9 đến 11 cm, dạng lùn, cây cao từ 40 đến 50 cm. Thời gian ra hoa, vụ đông xuân từ 58 đến 63 ngày, vụ hè thu từ 70 đến 75 ngày. Giống trồng được quanh năm, kết hợp trồng ngoài đồng hoặc trong chậu, trồng ngoài đất. Hàng khách hàng từ 60 đến 70 cm, cây các cây từ 40 đến 45 cm, số hạt trung bình từ 320 đến 350 hạt một gói. Sau khi cây từ 6 đến 7 cặp lá, tức là 30 đến 35 ngày sau khi nảy mầm, thì ta tiến hành bấm ngộn để cây ra nhánh nhiều. Gieo trong chậu thì hạt cách hạt từ 3 cm, độ nảy mầm trên 85%. Ngày xuất là ngày 10/8/2023, hạn sử dụng là 2 năm. Bạn đặt giống lưu hệ số điện thoại bên trên màn hình.